Đâu 30 cây. Ừ, hai mà mấy cả đi cả về là 60 mấy cây. Lạc như thế này thì chắc chắn là bị chót rồi. Chết rồi, quả báo nhãn thiền. Vừa một phát là bị quả báo luôn. Sao hình gì đấy? Hình gì mà đẹp đấy? Cho nên ban đầu cứ nghĩ là ủa, hai giờ kiểu này hai đứa được thưởng cái gì đó. Rau cán với trái tim, còn cục tấm nữa, cục tấm luôn nè. Nghe nha hai đứa. Có mình đang vui, tự nhiên Huy kể cho John là thôi đừng có vui, bây giờ mình phải làm cái thách lại á. Thì John nghĩ là chuyện gì vậy, tại sao phải làm lại? Hình đẹp như thế ai cũng vui vẻ, tự nhiên mình phải làm cái việc đó lại, chuyện gì vậy? Thì Huy chắc nghĩ cho John, lúc đó John nói thật là John bực mình. Sau khi quay lại cái nhiệm vụ đá banh á, cái tinh thần mình nó không được như lúc trước. Chấp nhận mà mình biết là ảnh hưởng đến vị trí của hai đứa. Thì lúc đó mình cũng hơi mất cái động lực một chút xíu. Anh ơi, cho em hỏi đường hầm hỏa xa. Hầm hỏa xa đi đường nào anh? Ok, đi đâu á? Tới Nam Hồ thôi. Ok, anh đi trước đi ạ. Anh đi trước đi. Đội xám bị rào cản rồi. Không muốn thế chút nào ấy. Thôi không sao. Cái này nha. Cái đó vô dinh thôi. Giúp em chỉ đường giúp em được không? Trên điện thoại nó có. Mình rất là kỹ khi mình hỏi đường. Có nhiều người kia không biết. Và có nhiều người chỉ đường mình thì mình hỏi ngay là anh có điện thoại không? Anh có điện thoại để anh gõ địa chỉ thì giúp em đi. Vì em muốn chắc chắn một xíu thì mấy anh cũng nhiệt tình lắm. Cũng bấm điện thoại ra thì đúng cái điện thoại chỉ với đường mình đi đúng. Và mình bất ngờ là mình là cái đội đầu tiên tìm đến cái hầm đó. Yes. Hey, im đi, để cởi nón móc vô. Đi cái này là cục màng xong rồi bước cái này nè. Cái này là thành một chân của mình nè, đúng không? Ôi, rồi không biết cái gì luôn. Đang đi ngồi nắng thì mắt đỏ lên hết, bước vào cái hầm sụp tối thui. Không thấy một cái không gì. Bịt mắt mà cứ như là đang bị bịt mắt để đi. Thả lúc đấy bịt mắt thì mình còn đỡ sợ hơn là khi việc mà mình mở mắt rồi mình vẫn không nhìn thấy một cái gì ấy. Đá cái chân xem động cái gì không. Đá cái chân nè, đá cái chân kia. Một. Không dám sợ. Còn mong là mình sờ xuống không có còn gì. Mình hất tay rất là nhanh, hất không hất qua, hất lại. Tôi sợ quá. Cái thùng. Cái thùng này không có gì đi. Không có. Vô cái tay nha. Cái gì? Đi lên đây. Trên bàn tay phải mà cái thùng là con gì á? Cái lồng gì? Mặc dù các bạn biết rằng là những cái con vật này nó sẽ không gây hại cho mình, nhưng mà cái cảm giác sờ tay vào một cái thứ, một cái vật, một cái con vật gì đấy nó có thể cắn mình chẳng hạn, nó vẫn sợ lắm, nó vẫn mung lung lắm. Ôi, con gì? Ôi, trên cái đường đi gần tới cái thùng thì mình cứ đá vào cái gì đó ban tổ chức đưa ra là những cái thùng không, mình đá vào mình sợ hay mình không dám mò rồi. Ôi, có là gì chắc có công việc trong mình hay không đâu biết đó, thùng đó là thùng không hay thùng có con gì. Cái rổ mà ập lại á, cảm giác rất là sợ. Bình thường mình ngồi sáng mình thấy nó mình đã sợ rồi. Được.
Có gì là mình trong tối mình phải mò và đón nó. Tinh diện mạo mới với công thức chữa hồng sâm 4 năm tuổi. Thơ. Thơ. Sao vậy? Tao quen. Vượt rào, thành viên thực hiện vượt rào sẽ thực hiện. Chúng tôi đang đi tìm ba nhân vật để gọi sạch gầu cho bọn họ. Nên chúng tôi phải đi tìm. Anh dùng cái đầu đi, đừng có dùng sức nữa. Tìm ba nhân vật mà trên đầu họ có bọc biển. Chúng tôi đang đi tìm. Em có thấy cái bạn chỉ dẫn nó đúng không? Đúng cái hiểu chương trình không? Giờ không biết nữa rồi. Không biết thì quay lại. Cái này chỉ một mình anh làm thôi em. Biết là làm như vậy, biết là như vậy. Cái nhiệm vụ đó anh phải làm. Ok, nhiệm vụ anh và anh chỉ được. Anh đừng có đi nữa, bây giờ anh dừng lại, anh đọc kỹ mật thư, anh suy nghĩ lại. Bình tĩnh lại. Ồ. Rồi, vấn đề thứ nhất, bây giờ anh nghĩ, anh đừng có làm hao sức anh nữa. Anh hao sức anh sẽ không nghĩ được cái gì sáng suốt hết. Giờ quan hệ cái ký hiệu của chương trình. Rồi, bây giờ phải tìm ký hiệu của chương trình, tìm người giám sát. Thường còn người áo nào. Quân nhá. Thôi, không có đâu. Ủa chú phải nhân vật trong ban tổ chức không vậy? Có trên kia người ta tất cả tập trung những cái hàng quan tâm mà tôi thấy bày vừa dậy mới nhất. Ôi! Bên em chưa đi, đứng ở trên này. Em muốn bàn chuyện với anh chút xíu rồi. Được chưa? Rồi mình ra chỗ khác bàn ha. Đây. Không, em muốn nói riêng với anh. Đây, ngồi thôi. Em muốn nói riêng với anh thôi, đau quá. Đây, đi. Đi là mệt quá. Anh đâu có nói gì đâu. Nói gì? Con nguyên con bò. Được chưa? Ok. Được chưa? Bây giờ đi taxi đến cái điểm này. Đây, anh đọc lại cái chú ý nè. Từ từ bình tĩnh. Rồi đọc đi. Anh đọc đi, em đọc rồi. Thì đọc đi. Đọc để anh hiểu hả? Không, đọc đi. Em cho em duyệt hết á. Đừng có diễn quá bạn ơi. Anh đọc anh thấy được mấy ý. Anh đọc hết thấy được mấy ý. Đi lấy xe, gửi ban tổ chức. Ban tổ chức. Thì người ta đã chạy, còn mình đi nữa. Nếu mà hợp tác không vui vẻ thôi, cancel. Đừng có nóng vậy nữa, lúc nào ba em cũng không hợp tác gì. Em không phải là không hợp tác. Nói cái mặt chầm chầm cho đưa đám vậy. Anh nói như vậy thì em sao em vui vẻ được? Vui thôi. Anh làm gì anh cũng nói, anh nóng tính được, em không nóng tính được. Em nói là anh đọc lại đi, coi có cái gì thiếu không? Anh đã biết rồi, em đã đọc.